Tá chất không IELTS vốn không phải là mục tiêu ban đầu của mình. Mình chỉ coi tiếng Anh như là một công cụ, do đó điểm IELTS cao hay thấp không phải là một điều quan trọng. Vả lại, mình không phải học tiếng Anh, cũng không có nhu cầu thực sự đào sâu vào tiếng Anh cả. Success is a mindset. Có lẽ vì mindset thoải mái như thế nên mình làm bài tốt hơn kỳ vọng rất nhiều. Dù hơi tiếc điểm speaking một chút, nhưng mà mình sẽ nằm dài và tự hào về khoảng thời gian 3 tháng nước rút vừa qua trong suốt 2 năm sắp tới. IELTS, aka IELTS, đã trở thành một mối lo gối đầu giường nhiều bạn trẻ như mình trong khoảng 10 năm trở lại đây. Mình may mắn được mẹ cho đi học tiếng Anh từ lúc mới lên năm. Nhà mình hồi đó chất đầy những đĩa CD học tiếng Anh, hoặc hình Disney và những cuốn sách song ngữ. Phải nói là mama mình đầu tư cho mình rất nhiều. Mình có những ý niệm đầu tiên về IELTS từ những năm tiểu học. Nhưng mình lúc ấy vẫn đang học tiếng Anh theo chuẩn CEFR của Cambridge trước khi chuyển sang làm quen với IELTS. Có thể nói, nền tảng tiếng Anh của mình khá vững so với bạn bè cùng trang lứa. Ngoài việc học, mình còn thường xuyên dùng tiếng Anh trong các khoảnh khắc đời thường. Mình thích xem các kênh bình luận thể thao, đặc biệt là giải bóng rổ NBA ở Mỹ. Kỹ năng nghe của mình khá ổn, có lẽ cũng nhờ các thói quen như vậy. Trình độ tiếng Anh là kết quả của một quá trình đầu tư từ nhỏ đến lớn. Thời gian dành cho IELTS của mỗi người khác nhau, có lẽ cũng vì thế. Trên thớt, có rất nhiều bài viết từ các gót IELTS 8.5. Chỉ xem qua cách viết lúc 3 giờ sáng ngày đi thi. Nếu các bạn đặt yếu tố nền tảng vào, thì điều đó cũng là dễ hiểu. Chỉ là cách diễn đạt có hơi 3 chấm mà thôi. Writing là kỹ năng đặc biệt khó trong bài thi IELTS. Viết theo cảm tính thì chỉ có ngõ mà thôi. Trước đây, mình có học một số lớp offline nhưng vẫn chưa đủ thấm. Thế là tháng 8 năm ngoái, mình xuống tiền đăng ký một khóa học writing và speaking online. Nếu hỏi mình thì mình sẽ luôn trả lời là lớp online. Có lẽ mình hơi thiên vị một chút, vì dù gì mình cũng là chuyên viên mà. Lớp offline sẽ cực kỳ phù hợp cho các bạn thi giấy. Ngoài ra, đi thắc mắc, mình hỏi giáo viên cũng dễ hơn. Đối với mình, lớp online cực tiện ở khoản ghi chép. Mình sử dụng Notion để lưu lại nội dung bài giảng, được thể hiện qua các tấm ảnh cáp màn hình hoặc là bullet points. Đa số các bài writing task 1 đều nằm trong khuôn khổ áp dụng công thức Lara, tiêu biểu là các bài bar chart, line chart, v.v. Task 1 cũng có 4 phần chính: comparison graph, graph with the trend, map, and process. Các bạn nên đặc biệt chú ý một số đề process, map cực kỳ hãm. Đừng như mình, ngồi cài 13 bài writing process chết chóc một ngày trước khi thi. Trong khi đó, task 2 cũng có 4 nội dung chính: discuss both fields, opinion essay, problem solution and double questions. Với tính chất ngắn gọn của mình, task 1 được mình ưu tiên practice thường xuyên hơn. Một bài task 1 mình làm cẩn thận trong 30 phút, sau đó review bằng các phần mềm free như là Grammarly để check chính tả. Cuối trước khi thi, mình viết trong 15 phút, trừ hao trải nghiệm căng thẳng trong vòng thi. Task 2 mình tốn nhiều thời gian hơn đáng kể. Mình dành khoảng 1 tiếng cho một bài task 2 nếu tính cả thời gian brainstorm. Luyện tập task 2 cần sự kiên nhẫn cao độ, vì kỹ năng brainstorm offline cần được rèn giũa cẩn thận để là nền tảng hoạt động tốt trong thời gian ngắn. Các bài viết được mình quản lý trên Notion, được tag và phân loại để dễ dàng xem lại. Mình sẽ giới thiệu cách tạo một database đơn giản ở phần sau nha. Speaking là kỹ năng mà mình không tự tin lắm. Đôi lúc mình tự hỏi, nếu mình lớp 9 học tiếng Anh ở đây, thì mình có nói tiếng Anh hay hơn hay không?
speaking là kỹ năng khó tăng điểm nhất. Phía sau một người nói tiếng Anh lưu loát là hàng năm trời giao tiếp, trau dồi từ vựng với ngôn ngữ đó. Vì thế, không thể nói luyện từ 5 tới 6 tháng là có thể đủ lưu loát để vượt lên mốc 7.5 speaking. Mình học speaking để làm quen với dạng đề và kiểm soát sự căng thẳng của bản thân. Nhưng mà mình vào phòng thi vẫn bị ngơ, do đó 6.5 cũng là hợp lý rồi. Trong những tuần cuối trước ngày thi, mình thường ra cà phê luyện tập cùng bản thân của mình. Bạn ấy cũng đang ôn thi IELTS nên kho đề của bọn mình khá là nhiều. Speak như thế nào thì tùy thích. Tập nói với bản thân là cơ hội tốt để mình cải thiện phát âm. Vì nếu mình phát âm không chuẩn thì bạn sẽ chẳng hiểu gì. Đôi lúc mình có nghĩ đến forecast speaking, nhưng mà từ tháng 4 năm 2024 thì format đề đã bị thay đổi. Do đó mình bỏ forecast đi và tập trung vào 3 kỹ năng còn lại. Forecast quá là dài, và dù mình biết là mình có khả năng trúng tủ, nhưng mà mình lười quá. Đừng như mình nha. Hai kỹ năng gánh điểm cho tất cả mọi người. Điều quan trọng phải nhắc 3 lần: gánh điểm và gánh điểm. Với tư tưởng ấy trong đầu, mình đặt áp lực rất lớn vào hai kỹ năng này. Mình có thể kiểm soát điểm của hai bài thi này, và bạn cũng thế. Dù gì thì chỉ cần không sai là được 9.0 rồi. Trước đây, mình sử dụng trang IELTSonlinetest.com để luyện đề, nhưng lỗi sai nhiều quá. Thôi thì cứ bám vào sách cam vậy. Mình đến với Study4.com. Study4 có set đề cam từ 10 tới tận 18. Và điều đó rất là tiện, bởi vì đem sách cam đi khắp mọi nơi không phải là một ý tưởng hay. Cho dù bây giờ mình có iPad rồi thì cũng không phải là một vấn đề cho lắm nhỉ. Study4 cho mình set mục tiêu, ngoài ra còn có thống kê chi tiết các dạng bài cũng như là tỷ lệ đúng sai. Sau khi làm bài, mình dành một tiếng để soạn từ vựng. Mình ưu tiên học câu sẽ chứa đáp án khi soạn reading và cố gắng nghe đáp án trước khi check lại transcript bài nghe. Hãy bỏ qua những từ chuyên ngành vì chúng ta sẽ ít khi dùng tới nó. Và cuối cùng, để ý những ngữ cảnh của cụm từ mình sắp học. Chỉ như vậy mình mới dùng đúng cách trong các bài speaking hoặc writing. IELTS chiếm lấy cuộc sống của mình 2 tháng trời. Mình quản lý thời gian học của mình bằng Google Calendar. Lên lịch trước cho các công việc mình làm sẽ đảm bảo mình không bỏ sót bất kỳ khoảnh khắc nào trong ngày. Listening và reading là daily agenda. Để nghe và đọc nhiều vô số kể nên mình làm hàng ngày. Mình cài đề cam vào ngày thường và làm các đề IELTS simulation vào những ngày đẹp trời. Mình luyện tập writing ít thường xuyên hơn, chủ yếu là do mình lười. Mình lựa đề writing vào buổi tối trước đó để lúc vào bàn là có thể làm việc ngay. Procrastinate là kẻ thù lớn nhất của các sĩ tử. Nếu mình tìm quá lâu thì rất có khả năng sẽ sa đà vào YouTube và Instagram. Tập trung là điểm yếu của mình, do đó mình học theo anh Hà Nội Chamomile, áp dụng Pomodoro vào quá trình học của mình. Các bạn có thể tham khảo App Forest rất cute này nha. Mình sẽ phân chia việc học của mình thành các khoảng 25 phút học, 5 phút nghỉ với Writing Task 1 và Listening, và các khoảng dài hơn 60-10 cho Reading và Writing Task 2. We'll be right back.
Xin chào các bạn, và đây là Notamin. Còn đây là avatar của Notamin.